có nên để cây kim ngân trong phòng ngủ? Như đã nói ở trên, loại cây này có yếu tố phong thủy rất lớn. Không chỉ vậy, nó còn đứng đầu trong danh sách những loại cây lọc khí độc tốt nhất trong gia đình. Đồng thời, cũng được mệnh danh là máy đuổi muỗi đến từ thiên nhiên vì khả năng đuổi muỗi rất tốt. Chỉ những tác dụng trên cũng đủ để mọi người yêu ái loại cây này. Sau đây, chúng ta hãy cũng tìm hiểu xem nó có thực sự tốt khi để trong phòng ngủ. Xét về mặt trang trí, nếu bạn đặt một cây nhỏ trong phòng ngủ thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi trồng cây trong nhà, đặc biệt trong phòng ngủ thì có một số lưu ý. Cây hấp thụ oxy vào ban đêm. Vào ban đêm, thực vật ngừng quang hợp nhưng vẫn thực hiện quá trình hô hấp. Hoa và cây xanh sẽ hút khí oxy trong không khí, phân giải chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống. Đồng thời, hơi nước và khí CO2 được thải ra. Cũng như vậy, con người sử dụng oxy để thở và thải CO2. Vì vậy, ở trong phòng kín như phòng ngủ, con người sẽ khó thở và có thể tử vong. Dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Việc đặt cây trong phòng ngủ dễ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Vì khi tưới nước cho cây làm đất ẩm ướt, độ ẩm trong không khí cao làm cho vi sinh vật sinh sôi. Không tốt cho phong thủy của phòng ngủ. Nếu xét các yếu tố phong thủy thì loại cây này được xếp vào nhóm cây mang năng lượng dương mạnh mẽ, giúp thu hút tài lộc cho gia chủ, thích hợp trồng trong phòng khách chứ không thích hợp trồng trong phòng ngủ. Cây xanh tượng trưng cho năng lượng dương, biểu tượng cho sự hoạt động, năng lượng di chuyển. Vì vậy, nó không phù hợp cho năng lượng của phòng ngủ. Nơi cần nguồn năng lượng âm tượng trưng cho sự tĩnh lặng, thư giãn giúp con người đi vào giấc ngủ sâu. Vậy nên, xét theo yếu tố phong thủy thì cây kim ngân không hợp đặt trong phòng ngủ. Từ những phân tích trên, nếu bạn vẫn muốn đặt cây trong phòng thì nên chọn loại kim ngân thủy sinh nhỏ là phù hợp nhất. Cây thủy sinh sẽ hạn chế nấm mốc phát triển trong đất, cây nhỏ ít lá cũng không ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong phòng ngủ vào ban đêm. Ngoài ra, kim ngân là cây đuổi muỗi, không có hoa nên bạn cũng không cần lo lắng về côn trùng. Như vậy, có thể thấy cây kim ngân vẫn có thể đặt trong phòng ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn là người muốn hợp phong thủy thì tốt nhất không nên. Một lưu ý nhỏ là nếu bạn đặt cây kim ngân trong phòng ngủ thì tốt nhất nên chọn những loại cây nhỏ, lá thấp, nếu là cây thủy sinh thì càng tốt. Cây kim ngân phong thủy. Cách trồng và chăm sóc cây kim ngân thủy sinh. Đây là một loại cây phong thủy dễ trồng và dễ chăm sóc. Các loại cây kim ngân có chiều cao khác nhau tùy vào môi trường sống. Cây kim ngân trồng trong nước sẽ có chiều cao thấp hơn so với trồng đất. Để chăm sóc cây phát triển tốt, bạn cần tưới nước đầy đủ cho cây. Nếu bạn đặt cây trong phòng và nơi râm mát thì thỉnh thoảng cần đưa cây ra ngoài nắng. Tuy nhiên, không nên để cây trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời. Nếu cây xuất hiện các lá vàng, lá úa, lá héo thì phải cắt bỏ ngay. Cây bị rụng lá hoặc các nhánh cây có hiện tượng mềm, rụng là lúc bạn cần chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, để cây có thể quang hợp tốt và sạch sẽ, bạn có thể lau hai mặt lá bằng khăn ẩm.